Tiếng Anh lớp 6, bài 1B. Quốc gia. Country. Country. Quốc tịch. Nationality. Nationality. Lục địa. Continent, continent. Châu Phi. Africa, Africa. Châu Á. Asia, Asia. Châu Âu. Europe, Europe. Thủ đô. Capital, capital. Lá cờ. Flag, flag. Tiền của Việt Nam. Vietnamese currency, Vietnamese currency, currency. Tin nhắn. Message, message. Đặc biệt. Special, special. Đặc biệt là especially, especially. Quảng trường. Square, square. Cao ốc văn phòng. Office building, office building. Cây cầu. Bridge, bridge. Thư viện. Library, library, library. Đài tưởng niệm. Monument, monument. Nhà hát. Theater, theater. Khu vực. Area, area. Quận, huyện. District, district. Nhà thờ. Church, church. Nhà thờ lớn. Cathedral, cathedral. Sự mô tả. Description, description. Tàu du lịch. Cruise ship, cruise ship. Dự đoán. Predict, predict. Nội dung. Content, content. Tưởng tượng. Imagine, imagine. Sự tưởng tượng. Imagination, imagination.
Tuyệt vời. Fantastic. Fantastic. Ốc đảo. Oasis. Oasis. Phòng ngủ ở trên tàu. Cabin. Cabin. Hành khách. Passenger. Passenger. Đầu bếp. Chef. Chef. Cây kiểng. Plant. Plant. Thư giãn. Relax. Relax. Leo trèo. Climb. Climb. Chiến lược. Strategy. 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 Đọc lướt qua. Scan. Scan. Từ quan trọng. Keyword. Keyword. Chợ nổi. Floating market. Floating market. Công viên giải trí. Amusement park. Amusement park.